Cô xin chào toàn thể các em học sinh khối lớp 4 của trường tiểu học Trung Nhất đã đến với tiết học tập làm văn của tuần 5. Buổi học hôm nay chúng ta sẽ học bài Đoạn văn trong bài văn kể chuyện. Qua tiết học này các em sẽ có hiểu biết ban đầu về đoạn văn kể chuyện. Từ đó các em biết vận dụng những hiểu biết đã có để tạo dựng một đoạn văn kể chuyện. Nào chúng ta cùng bước vào hoạt động 1, nhận xét. Ở bài tập 1 yêu cầu chúng ta hãy nêu những sự việc tạo thành cốt truyện, những hạt thóc giống. Cho biết mỗi sự việc được kể trong đoạn văn nào. Để làm được bài tập này, các em hãy cùng cô đọc bài Những hạt thóc giống nhé. Bài này cô sẽ chia thành 4 đoạn tương ứng với 4 màu trên màn hình. Nào, chúng ta bắt đầu theo dõi bài đọc. Những hạt thóc giống. Ngày xưa có một ông vua cao tuổi muốn tìm người nối ngôi. Vua ra lệnh phát cho mỗi người dân một thúng thóc về để gieo trồng và giao hẹn. Ai thu được nhiều thóc nhất sẽ truyền ngôi. Ai không có thóc nộp sẽ bị trừng phạt. Có chú bé mồ côi tên Trơm nhận thóc về. Dốc công chăm sóc mà thóc vẫn chẳng nảy mầm. Đến vụ thu hoạch, mọi người nô nức chở thóc về kinh thành nộp cho nhà vua. Trơm lo lắng đến trước vua quỳ tâu. Tâu bệ hạ, con không làm sao cho thóc nảy mầm được. Mọi người đều sững sờ vì lời thú tội của Trơm. Nhưng nhà vua đã đỡ chú bé đứng dậy. Ngài hỏi còn ai để chết thóc giống không? Không ai trả lời. Lúc ấy nhà vua mới ôn tồn nói: trước khi phát thóc giống, ta đã cho luộc kỹ rồi. Lẽ nào thóc ấy còn mọc được? Những xe thóc đầy ắp kia đâu phải thu được từ thóc giống của ta. Rồi vua dõng dạc nói tiếp: trung thực là đức tính quý nhất của con người. Ta sẽ truyền ngôi cho chú bé trung thực và dũng cảm này. Trơm được truyền ngôi và trở thành ông vua hiền minh. Sau khi đã cùng cô đọc bài Những hạt thóc giống rồi, các em hãy mở vở rèn kỹ năng tập làm văn trang 30 để làm bài nhé. Sự việc 1 đã được ghi sẵn ví dụ rồi, các em hãy điền tiếp những sự việc tiếp theo để tạo thành cốt truyện Những hạt thóc giống nhé. Sự việc 2, chú bé Trơm dốc công chăm sóc mà thóc chẳng nảy mầm. Ở đoạn 2 đúng không nào? Sự việc 3, Trơm dám tâu vua sự thật trước sự ngạc nhiên của mọi người. Và sự việc 4, nhà vua khen ngợi Trơm trung thực, dũng cảm, đã quyết định truyền ngôi cho Trơm. Vậy là cô trò mình đã hoàn thành những sự việc còn lại để tạo thành cốt truyện Những hạt thóc giống rồi. Vậy dấu hiệu giúp em nhận ra chỗ mở đầu và kết thúc đoạn văn. Có phải là chỗ mở đầu đoạn văn là chỗ đầu dòng viết lùi vào một ô, còn chỗ kết thúc đoạn văn là chỗ chấm xuống dòng, đúng không nào? Từ hai câu hỏi trên, em hãy rút ra nhận xét. Mỗi đoạn văn trong bài văn kể chuyện kể điều gì? Đúng rồi, từ hai bài tập trên ta rút ra nhận xét. Mỗi sự việc được kể thành một đoạn văn. B. Đoạn văn được nhận ra nhờ dấu hiệu nào? Hoàn toàn chính xác, khi hết một đoạn văn cần chấm xuống dòng. Vậy thì bây giờ các em hãy viết hoàn chỉnh vào chỗ trống ở bài tập 2 này giúp cô nào. Một câu chuyện có thể gồm nhiều sự việc. Mỗi đoạn văn trong bài văn kể chuyện kể về một sự việc. Dấu hiệu để nhận ra đoạn văn là đầu dòng viết hoa. Khi viết hết một đoạn văn, cần chấm xuống dòng. Các em hãy nhớ nhé. Sau khi hoàn thành hai bài tập, cô có nội dung mà các em cần ghi nhớ. Một câu chuyện có thể gồm nhiều sự việc.
mỗi sự việc được kể thành một đoạn văn. Khi viết hết một đoạn văn, cần chấm xuống dòng. Các em hãy học thuộc phần ghi nhớ này nha. Chúng ta tiếp tục bước vào hoạt động 2, luyện tập. Nào, chúng ta cùng hướng mắt lên màn hình để xem yêu cầu của đề bài số 1 nha. Dưới đây là 3 đoạn văn được viết theo cốt truyện hai mẹ con và bà Tiên. Trong đó có 2 đoạn đã hoàn chỉnh, còn một đoạn mới chỉ có phần mở đầu và phần kết thúc. Hãy viết tiếp phần còn thiếu. A. À, ngày xưa ở làng kia có 2 mẹ con cô bé sống trong một túp lều. Họ phải làm lụng vất vả quanh năm mới đủ ăn. B. Một hôm, người mẹ không may bị bệnh nặng. Cô bé ngày đêm chăm sóc mẹ, nhưng bệnh mẹ mỗi ngày một nặng thêm, có người mách. Ở vùng bên có ông thầy thuốc giỏi chữa được bệnh này. Cô bé nhờ bà con hàng xóm trông nom mẹ, ngày hôm ấy lên đường. C. Vừa đi, cô bé hiếu thảo vừa lo mấy đồng bạc mang theo không đủ trả tiền thuốc cho mẹ. Bỗng cô thấy bên đường có vật gì như chiếc tay nải ai bỏ quên. Ba đoạn văn này nói về một em bé vừa hiếu thảo vừa thật thà, trung thực. Em lo thiếu tiền mua thuốc cho mẹ nhưng thật thà trả lời đồ của người khác đánh rơi. Yêu cầu của bài tập này là đoạn 1 và đoạn 2 đã viết hoàn chỉnh, đoạn 3 chỉ có phần mở đầu, kết thúc, chưa có phần thân đoạn. Thế thì bây giờ các em hãy bấm nút dừng để suy nghĩ, tưởng tượng rồi viết bổ sung phần thân đoạn còn thiếu để hoàn chỉnh đoạn 3 nhé. Bắt đầu thôi nào! Đây là bài gợi ý viết hoàn chỉnh phần thân đoạn. Cô mời các em cùng tham khảo nha. Cô bé tiến gần lại cái tay nải vì miệng túi không hiểu sao lại mở, nên cô bé nhìn thấy bên trong những thỏi vàng lấp lánh. Cô chợt nghĩ, giá như mình có số vàng này thì mẹ mình đã hết bệnh rồi. Nhưng người bị mất sẽ rất buồn. Bỗng cô bé thấy phía xa có một bà cụ lưng còng đang tìm thứ gì đó. Cô bé nghĩ chắc đây là tay nải của bà cụ, nên chạy lại hỏi, bà ơi, có phải bà quên cái tay nải ở đằng kia không ạ? Như vậy chúng ta vừa mới tham khảo gợi ý viết hoàn chỉnh phần thân đoạn của đoạn 3. Nhưng cô khuyến khích các em hãy tự dựa vào suy nghĩ của mình và tự hoàn thành bài tập bằng chính lời văn của mình. Có như vậy mình mới càng ngày càng tiến bộ và càng giỏi hơn. Vậy là tiết học tập làm văn hôm nay đã kết thúc rồi. Bạn nào chưa hoàn thành bài thì cố gắng bổ sung và hoàn thành đầy đủ bài tập nha. Cô chúc các em luôn mạnh khỏe, chăm ngoan. Chào tạm biệt các em và hẹn gặp lại.